Xôn xao clip cô gái đi xin giấy cách ly nhưng bị nhân viên trạm y tế mắng nhiếc không thương tiếc. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trưởng trạm y tế xã Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương chửi bới cô gái đến xin giấy cách ly. Trong đoạn video dài 5 phút cho thấy, cô gái đến trạm y tế xã khai báo y tế khi có kết quả test nhanh dương tính, nhiễm COVID-19. Theo người đăng tải clip chia sẻ, sự việc xảy ra tại trạm y tế xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cụ thể, đoạn clip cho thấy cô gái đến trạm y tế xã để xin giấy quyết định cách ly. Lúc này, một người đàn ông tại đây hỏi, mày xin giấy gì? Cháu xin giấy quyết định cách ly. Xin giấy quyết định cách ly nào? Cháu vừa ra khai báo lúc tối rồi ấy. Khai báo lúc tối nào? Mày là ai? Mày về thôn mày, tao biết mày là ai. Đêm hôm mày ở thôn mày ra xin giấy tao à? Bố láo bố tuét, tao là con người chứ có phải là cái máy đâu mà mày đêm hôm mày ra xin giấy tao à? Sau một hồi trình bày mình là F0, cô gái bị trưởng trạm y tế chửi bới. Dương tính sao mày lại vào đây? F0 mày ra đây truyền virus cho tao à? Sau một hồi chửi bới, người đàn ông cũng cho cô gái vào để viết vào tờ khai. Người này vẫn không ngừng to tiếng quát tháo vì cho rằng cô gái đã ra xin giấy vào buổi tối. Cô gái bị mắng chỉ biết khóc và không nói được gì. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều ý kiến tranh luận nổ ra. Một số ý kiến cho rằng cô gái ra trạm y tế đã xin giấy lúc tối muộn như vậy là không nên, có thể để ngày hôm sau đi xin. Cùng với đó, việc đã biết thành F0 thì không được đi ra ngoài. Nếu cần đi đâu thì nhờ người khác đi giúp. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, dù thế nào đi nữa thì thái độ của nhân viên y tế này là không thể chấp nhận được, không thể buông lời quát tháo, mắng chửi như tát vào mặt như thế đối với người dân, thể hiện sự không tôn trọng người khác. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.